Xin kính chào toàn thể quý cô, quý bà và anh chị em. Một lần nữa chúng ta đến với chương trình Trò chuyện ban mai với Mục sư Quang. Thưa quý vị, ngày hôm nay là tôi xin chia sẻ với quý vị những câu chuyện xảy ra tại tiểu bang California. Ngày hôm qua là ngày Chủ nhật, ngày 17 tháng 11, có một cái gia đình tổ chức một bữa tiệc và mời những người thân của mình đến để dự tiệc tại Fresno, California. Khi họ ăn tiệc vui mừng và sau đó thì họ ra phân cái sân sau nhà để mà xem football, thì khoảng 6 giờ tối có một kẻ lạ mặt đã đi về phía sau của sân nhà và đã nổ súng vào trong đám tiệc. Ba người chết ngay lập tức và một người được mang đến nhà thương và cũng tử vong, và 6 người bị thương. Cái kẻ sát nhân đó đã trốn đi và ngày hôm nay cảnh sát đang truy nã để tìm, và không biết tại sao hoặc lý do gì mà cái kẻ sát nhân này đã giết chết những người thể ấy. Thưa quý vị, chuyện chết chóc hoặc là giết người thì không phải chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Nhưng mà tại California, thứ năm vừa rồi, có một cậu học sinh khoảng 16 tuổi của cái trường trung học gọi là Southern California High School. Cậu ta đã mang súng vào trong nhà trường và đã bắn chết 2 người học cùng lớp với mình và bắn 3 người bị thương. Và sau đó cậu đã đè súng lên trên đầu và bắn mình. Thưa quý vị, chuyện chưa xong thì lại là xảy ra vào ngày thứ Bảy. Đó là ngày 16 tháng 11. Có một người chồng kia đã cầm súng và bắn chết vợ mình và bắn chết 3 đứa con trai. Sau đó cái người chồng đó đã tự sát. Chỉ còn sống sót là đứa con số 4 là con út bị thương mà không chết. Có lẽ đây là một cái nguồn tin xảy ra tại tiểu bang California. Và những người sống ở bên California, những cái tin dồn dập thể ấy, và chúng ta học được điều gì? Thưa quý vị, qua cái nguồn tin đó xảy ra liên tiếp từ thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật, thì tôi học được một điểm, đó là không ai ngờ. Cái chữ ngờ, surprise. Có lẽ không bao giờ ai ngờ rằng là ngày hôm qua họ đến dự một cái bữa tiệc là party, đáng lẽ là vui vẻ, sum họp, có lẽ những người thân, bạn bè, trong một cái cuối tuần có lẽ làm việc rất là mệt mỏi trong tuần, và cuối tuần thông thường có những party để mà vui chơi với nhau. Và tôi cũng được biết là những người mà bị chết vào ngày hôm qua đó là 4 người. Đó là những người Asian, là những người Á Châu. Không biết là người Á Châu, người đó là người Hoa hay là người Việt hay bất cứ một giống dân nào họ không nói đến. Nhưng đó là người Á Châu. Và những cái người chết đó, cái tuổi từ 25 tuổi đến 35 tuổi, tuổi rất là trẻ. Thưa quý vị, tôi tin chắc rằng những người mà đi dự tiệc đó, họ không bao giờ ngờ rằng cái ngày hôm qua là ngày cuối cùng cuộc đời của họ trên đất này. Còn đi chọn ngược lại là vào ngày thứ Năm, thì tôi cũng nghĩ rằng là các học sinh của trường trung học Southern California đó cũng không bao giờ ngờ là sau khi chia tay cùng với cha mẹ hoặc là anh chị em nếu có, và đến trường học, có lẽ trong cái tinh thần một cái ngày mới vui vẻ học hỏi,
hay là gặp gỡ bạn bè thầy cô. Nhưng mà những người đó có lẽ không bao giờ ngờ là cái giây phút hay là trong ngày đó là đã bị giết chết hoặc là bị thương. Và đau buồn nhất là một gia đình người chồng, vợ và bốn đứa con trai. Có lẽ họ chung sống với nhau với một cái tình cảm đậm đà khi nào đó, cùng vui đùa với nhau. Cái tình cảm được nảy nở giữa tình vợ chồng và bốn đứa con trai. Nhưng mà không ai ngờ là ngày thứ bảy đó, họ đã chấm dứt cuộc đời trên đất này một cách đau thương. Thưa quý vị, khi đọc ba câu chuyện đó thì tôi lại suy nghĩ, trong cuộc đời của mình cũng một thể ấy, chính tôi và quý vị cũng không ai ngờ hoặc là biết là ngày nào mình sẽ chấm dứt trên cuộc đời này. Không ai biết chúng ta sẽ chết bằng cách nào, chết ra sao, hoặc là chết trong cái trường hợp thời gian nào. Thưa quý vị, sự chết đến với con người có lẽ chúng ta sẽ không ngờ. Điều này nhắc nhở cho chính mình tôi và mong rằng cũng cho quý vị, đó là khi chúng ta chấm dứt cuộc đời này, khi chúng ta tắt hơi, khi chúng ta chết, thì chúng ta có biết rằng mình sẽ đi về đâu hay không? Và đây là một câu chuyện kinh thánh tôi xin đọc để quý vị cùng tôi suy nghĩ, suy gẫm lời của Đức Chúa Giêsu đã kể qua câu chuyện này nhé. Thì trong Luca đoạn 12 câu 16 đến câu 21, lời của Chúa Giêsu có kể như sau, xin quý vị lắng nghe. Luca đoạn 12 câu 16 trở đi có chép: Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này. Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng ngươi rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cả ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Qua câu chuyện này thì chúng ta học được một điều, đó là Chúa Giêsu muốn nói không ai có thể biết trước là cái ngày nào, giờ nào, lúc nào và trong trường hợp nào chúng ta sẽ qua đời. Cái người này là một người rất giàu có. Cả cuộc đời của ngài, người này là có thể là đi tìm kiếm tiền bạc, làm ra tiền, dân dụng, và đến nỗi trở nên một người rất là giàu. Giàu đến nỗi là cái nơi mà người đó chất chứa cái gia tài mình không đủ chỗ và phải cất một cái mới. Và nói với cái linh hồn, không phải chỉ thể xác, là linh hồn, và luôn có thể là thể xác, thôi đủ rồi, thôi mình nghỉ ngơi đi, bây giờ mình ăn, mình uống, mình vui, mình vẻ, để cho đến một cái ngày nào đó về già rồi qua đời không hối tiếc. Nhưng mà tiếc thay, lời của Đức Chúa Giêsu nói và muốn nhấn mạnh tại đây, đó là Đức Chúa Trời lại đòi cái linh hồn đó, tức là đòi cái sự sống đó vào trong tối này, không kịp nghỉ ngơi, không kịp hưởng thụ, không kịp vui chơi thì đã chết. Và Chúa gọi những người thể ấy là những người dại, dại bởi vì chỉ biết lo đời này,
nhưng mà không biết lo đời sau, không biết chuẩn bị một cái cõi sau khi mình chết, mình sẽ đi về đâu. Thưa quý vị, đó là giải. Và trong lời của Chúa cũng nói đến một cái vấn đề con người ngày hôm nay chúng ta mắc phải, là chúng ta cứ nghĩ rằng có thật mới vực được đạo, là tôi phải đi tìm tiền, tôi phải làm cho rất nhiều tiền, và sau đó thì tôi mới nghĩ đến về vấn đề linh hồn hay là đạo hay là Chúa. Nhưng quý vị ơi, chúng ta đừng tưởng rằng là chúng ta có thể là control, là kiểm soát được cuộc đời của mình, sự sống của mình. Nếu chúng ta qua đời ngày hôm nay, tiền bạc, danh vọng, những gì mình có sẽ đi về đâu? Cái điều quan trọng hết là linh hồn của mình sẽ đi về đâu? Thưa quý vị, lời của Chúa nói và Chúa Giêsu cũng nói câu Kinh Thánh này, đó là Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26. Chúng ta lắng nghe, đây là một câu nói của Chúa Giêsu rất là quan trọng. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26 nói rằng, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất gì quý vị? Mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Đây là một bài học để nhắc nhở mỗi người chúng ta. Quý vị ơi, trong trường hợp của ba câu chuyện mà tôi kể trên đó, tôi không biết bốn người đã bị bắn chết vào ngày Chủ nhật, họ có biết Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc linh hồn mình hay không? Nếu họ không có Chúa Giêsu, nếu họ không tin Chúa Giêsu, không nhận Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, đấng chết trên thập tự giá, đổi ra để mà tha thứ tội lỗi cho họ, và nếu họ không thừa nhận điều đó, và nếu họ không xin Chúa tha tội cho mình, cứu rỗi linh hồn mình, thì tôi tin chắc với quý vị một điều: họ không được vào nước thiên đàng, vì lời của Chúa nói như vậy. Tôi mong rằng bốn người đó là bốn người đã mở lòng mình ra tin nhận Chúa Giêsu làm cứu chuộc đời mình, thì nếu có qua đời trong ngày hôm qua thì người đó sẽ được về nước thiên đàng vĩnh cửu với Chúa, chứ không phải về nơi hỏa ngục là nơi phán xét. Tôi cũng không biết vào cái ngày thứ năm vừa rồi, hai cậu học sinh đó ở trong trường bị giết chết có biết Chúa hay chưa, và tôi ước ao hai người đó biết được Chúa, tin Chúa trong lòng và cũng được về nước thiên đàng. Còn bằng không quý vị, vì tội lỗi của con người và sẽ bị diệt vong. Và tôi cũng không biết cái gia đình mà cái người chồng đó giết vợ và bốn đứa con và ba đứa con chết cùng với người vợ đó có biết được Chúa chưa. Tôi ước ao có lẽ những người này là những người được nghe tin lành rồi, nghe phúc âm rồi, và đã hạ mình xuống nhận Chúa Giêsu vào trong lòng của người đó. Thì nếu họ có qua đời quý vị một cách bất ngờ như vậy, thì linh hồn họ sẽ được về nước thiên đàng, sống vĩnh cửu với đấng cứu chuộc mình là Chúa Giêsu trong nước Đức Chúa Trời. Tôi chỉ ước ao điều đó, còn phần của người đó tôi không biết. Nhưng mà tôi biết một điều, nếu ngày hôm nay tôi và quý vị không có Chúa Giêsu trong lòng, không tin Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc mình, không cầu nguyện xin Chúa tha tội cho mình, mà nếu chúng ta giống như câu Kinh Thánh Chúa Giêsu kể, nếu đêm nay Đức Chúa Trời đòi lại linh hồn, chúng ta sẽ chết đi, thì chúng ta sẽ đi về đâu? Thưa quý vị, tôi biết chắc một điều, tôi biết chắc không phải là sự kiêu ngạo, tôi biết chắc bởi vì tôi đặt cái niềm tin mình qua lời, trên lời của Chúa. Mà lời Chúa nói gì ạ? Nếu ai có Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu chuộc của mình, thì người đó có sự sống đời đời và nước thiên đàng dành cho những người hạ mình xuống tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời mình. Và tôi đã hạ mình vào ngày 1979, tôi đã xin Chúa tha tội cho tôi, và tôi đã xin Chúa biên tên của tôi vào trong sách sự sống đời đời
và cứu chuộc linh hồn tôi. Cho nên tôi biết chắc một điều, không phải là việc lành của tôi, không phải sự kiêu ngạo, nhưng mà bởi vì lời hứa của Chúa, cho nên tôi biết rằng nếu có đêm nay mình không còn sống nữa, thời điểm mình chấm dứt trên đất, linh hồn của tôi sẽ được vào nước thiên đàng vĩnh cửu. Còn quý vị thì sao? Mỗi một người chúng ta phải xét lấy lòng mình và tự trả lời cho linh hồn của mình. Nếu quý vị không biết câu trả lời, quý vị ơi, hãy cầu nguyện lạy Chúa xin tha tội cho con. Xin xóa sạch tội lỗi con. Trên thập tự giá mà Chúa Giêsu đã chịu chết thế cho con. Xin cứu chuộc linh hồn con. Nếu con có qua đời bất đắc kỳ tử, thì Chúa ơi, xin Chúa ngài hãy rước linh hồn con về nước thiên đàng. Xin viết tên của con vào trong sách sự sống của Chúa. Con không muốn khi con tắt hơi hoặc là chuyện gì xảy ra cho đời sống con mà con lại bị xuống hỏa ngục bởi vì lòng cứng cỏi, kiêu ngạo, không tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống con. Xin thương xót và cứu con. Rồi quý vị nói, nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Đấy quý vị muốn cầu nguyện, quý vị hãy mở lại chút nữa. Quý vị lập theo lời mà tôi đã hướng dẫn quý vị và phải nói nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Linh hồn quý vị sẽ được cứu, tội quý vị sẽ được tha nếu chúng ta qua đời, bởi vì chúng ta không ngờ lúc nào mình sẽ chết. Xin hãy bấm nút share để nhiều người được nghe sứ điệp quan trọng này. Chúc ban phước trên quý cô, quý bà và anh chị em. Xin chào.